Chào anh em, xin chào các bác. Em tiếp tục lên sóng con máy lạnh vít 4 chức năng trong một, có hai chiều nóng lạnh thôi nhé, hút ẩm, quạt gió. Một con máy rất là hiếm đấy ạ, của hãng Corona. Có cổng ion luôn các bác nhé, khử khuẩn luôn này. Đây máy ghi là hot này, Raikon này. Ba tính năng sưởi ấm, hút ẩm, quạt làm lạnh và thêm chức năng chạy quạt gió nữa. Đây, độ lạnh là rất sâu các bác nhé, bốt tay luôn. Đây, độ lạnh vẫn đang xuống này. Đây là chiều lạnh nhá. Đấy, con này công suất của nó bảo khoảng xấp xỉ 9000 BTU, chạy im re. Dòng máy này thì nó không làm hệ thống tưới nước thôi nhá, mà các bác phải làm ống thoát nước cho nó. Đây, đang chạy lạnh các bác này. 13 độ C nhá, đem chuyển sang nóng này, mã số 9 này. Chuyển mode nhá, sang chế độ nóng. Nóng thì tăng lên 30 độ C nhá. Đấy. Nóng. Hai chiều nóng. Khi mà chuyển chế độ nóng thì cái mặt dàn lạnh này lại chuyển thành mặt dàn nóng. Mà mặt dàn nóng đằng sau. Mặt dàn nóng đằng sau này thì chuyển thành mặt dàn lạnh các bác nhé. Con này rất phù hợp cho các bác nào ở miền Bắc. Dùng hai chiều nóng lạnh luôn, mùa đông sưởi ấm. Bọn này nó sưởi ấm bằng ga lốc dàn cho nên là tiết kiệm điện như là các bác chạy lạnh điều hòa nhé. Đây. Con máy này rất là hiếm, ít khi có lắm ạ. Bác nào đang có nhu cầu thì các bác chốt nhé, chứ không có nhiều với dòng này đâu. Con này chiều cao của nó vào khoảng 80 phân, mặt ngang này vào khoảng 40 phân. Đấy, to, khỏe, chạy êm, hình thức bên ngoài còn rất đẹp các bác này. Đấy. Một con máy Corona 4 chức năng trong một, rất tiện luôn. Làm lạnh mùa đông, làm lạnh mùa hè, sưởi ấm mùa đông, hút ẩm mùa nồm. Mùa thu nhất thì các bác chạy quạt gió nhé, ok hết. Các bác chỉ cần thiết kế một cái ô cửa sổ này, ô cửa sổ đặt lên, đặt máy lên, sau đó mình buộc máy vào, buộc vào rồi các bác chèn xung quanh chỗ nào hở, các bác chèn xung quanh này để ngăn cách nhiệt ở bên ngoài. Còn có một cách nữa là đối với những cái phòng ok hay à? Hoặc là có một cách đối với các cái nhà các bác mà không che kín nhé, thì các bác làm cái rèm rido mình quay quanh cái này ok cũng ngăn được. Ở đây máy đã chuyển sang chế độ chạy sưởi ấm rồi các bác này. Đây nhiệt độ hiện tại mặt cửa gió đằng trước lên hơn 40 độ rồi. Đấy. Cửa gió đằng trước này thành mặt dàn nóng các bác nhé. Thì đằng sau này nó lại thành dàn lạnh. Đấy, ở đây bây giờ đang thổi khí lạnh ra. Đang thổi khí lạnh ra nhé. Đấy. Hai chiều nóng lạnh mà. Con này em bán là 4.3 triệu, bảo hành 6 tháng, giá chưa phí vận chuyển, chưa biến áp nhé. Ship hàng toàn quốc, không bao ship. Đấy, các bác ở xa mua đặt cọc trước 500, nhận hàng kiểm tra đúng hàng các bác thanh toán nốt. Phí vận chuyển đi toàn quốc là 150.000. Máy chạy điện 100V, các bác chưa có biến áp thì các bác phải mua thêm biến áp nhé. Biến áp em bán là 1.500W. Đó, coi nhé, ok rồi, chào các bác.